một túi. Một túi ạ? Ừ, với lại nhưng mà chân gà, à cái gì con gà đi phải chặt ra nhá. Chặt chặt. Hùng ừ. Ơi, Hùng chặt chặt ra nhá. Chặt luôn cho vào xay. Hùng ơi, Hùng. Hùng ơi, tí yêu ơi, chặt sắt ra nhá. Lùn. Ừ. Thế thì xin được. Xin anh được. Thế thì xin luôn được không? Xin là sao? Ừ, ok. Gà gạo chặt được về một tí xé. Ừ. Chị ơi, chị ơi, đi hộ chị lấy cái em không có ở trên kia. Không đâu. Chị có phải để chặt không? Chặt không? Gà nó phải đâu cũng đi. Thế sao chị ít nước mà mặn dai. Ôi giời, lúc đi. Em vừa gọi gì? Gọi chân gà đấy. Ấy rồi, bao nhiêu bám? Một con gà, ừ. Hồi đến mai mà. Có kia gà không? Cái gì đấy, đỡ con mình mà. Ừ, tớ đi vào em này. Ủa, nó không xin. Con thiếu. Thiếu không? Hả? Đúng. Cái gì nhỉ? Mai em cao bây giờ. Mà được rồi. Tại mai mình có thể mua thêm một chân giò được không? Nhà không 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 nhà không không, không cái gì chị biết mọi người mọi người bảo là không ấy xong rồi xuống nhà em lại thấu đồ em ngại bà gái là không ngại cái gì ôi bị sao á ngại thì gọi đồ làm sao ơ đùa chứ hấp vai thêm đồ trời người chị bảo là mua cái bao thuốc này thuốc gì không lại có cái chị thật yếu thuốc đùa buồn quá mà ta nhớ phải luôn này anh đi xin